Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Audio Hải Phòng nhá. Còn trước khi đến phần giới thiệu sản phẩm thì em cũng rất mong tất cả các bác đi qua nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông giúp em để không bỏ qua video này bên em. Ngày hôm nay thì đấy, em lại sưu tầm được 4 quả bát bãi các bác nhá. 4 quả bát bãi và phục vụ theo nhu cầu rất nhiều các bác là hỏi về súp hơi bát 50. Nhưng mà thực sự thời gian vừa qua em rất là bận công việc. Và những cái mẫu như thế này thì phải đặt người ta mới làm cho chứ không phải là cứ thích cái là có ngay. Nên là thực sự là cũng mấy ngày cũng phải đợi cái thùng này về. Và bát thì em phải sưu tầm được ở đây rồi. Hôm nay nó cũng chỉ duy nhất có 4 quả thôi các bác nhá. Cứ lên được bao nhiêu em sẽ báo cho các bác đây. Và lưu ý tất cả các bác, đây là thùng mới các bác nhá. Thùng là thùng mới và bát là bát bãi các bác nhá. Và em sẽ báo giá từng quả một cho các bác luôn. Các bác nhìn ưng quả nào, thích quả nào các bác chốt và nhắn tin vào số điện thoại cho em luôn. Ok. Vâng, ngày đầu tiên thì em sẽ báo giá thùng luôn cho các bác áng được cái giá thùng luôn, bởi vì rất nhiều bác có bát rồi hoặc là muốn thay thùng thì là em cũng sẽ báo giá luôn cái thùng này luôn. Mẫu B3 thì nó không còn xa lạ với tất cả anh em đúng không ạ? B3 thì nó là một trong những thương hiệu của những kỹ sư của Đức các bác nhá, những kỹ sư của Đức sản xuất tại China các bác nhá, chứ không phải là Đức Germany đâu. Đấy, Germany thì em mới đính chính cho các bác là cái mẫu này nó là một mẫu rất là đương đại các bác nhá. Nó sử dụng là súp hầm và đánh mượn mặt phía trước để dồn AMD và gió mặt sau để nó tạo ra độ cộng hưởng cả mặt trước và mặt sau. Thì nếu mà độ uy lực thì chắc là cái dòng súp 50 này thì các bác không còn xa lạ gì với B3 nữa rồi. Nó quá đẳng cấp các bác nhá. Nó quá đẳng cấp. Và mẫu thùng này em được làm phách theo xịn còn như 1910, chứ em nói 100% thì không có các bác nhá. 1910. Nhưng giá thành của nó sẽ rẻ hơn rất rất nhiều, có thể gấp đôi gấp ba. Và thùng quét thì em làm cho các bác đẹp, không phải suy nghĩ rồi. Đấy. Đây là do em đặt ở một xưởng nó làm máy bằng CNC làm không khác xịn các bác nhá. Một quả thùng như này bán giá là 1.500.000 đồng một quả các bác nhá. 1.500.000 đồng một quả thùng này. Ok chưa các bác? 1.500.000 đồng một quả này. Giá tại cửa hàng không bao ship các bác nhá. Đấy. Thùng nó đóng cho các bác luôn, đẹp, lung linh như các bác luôn. Như xịn không khác cái gì luôn. Đấy. 1.500.000 đồng một quả. Vâng, đây. Và bát này thì nó có nhiều loại các bác nhá. Vì bát bãi này sưu tầm về nó không có loại nào giống loại nào cả. Thế các bác thích có loại nào thì các bác chốt vào đấy thôi, chứ còn các bác bảo nó giống nhau thì bây giờ chỉ có bát mới thôi. Bát mới thì nó mới giống nhau được thôi, chứ còn đâu cái bát bãi này thì nó không có cố định gì cả. Có khi em về được nhiều quả, nhưng khi đấy em chỉ về được 1-2 quả thôi thôi nhá. Bởi vì cái này nó là hàng tháo thùng bên kia, nó không có nhiều số lượng thôi nhá. Thế là các bác cứ yên tâm. Vâng, đây, quả đầu tiên, quả số 1 thôi nhá. Quả số 1 em sẽ báo giá và em sẽ quay chi tiết các bác luôn. Con này là bát 50 các bác nhá. Từ 220 cùng 100 các bác nhá. Từ 220 cùng 100, con mã của nó em ghi là số 1 các bác nhá. Con nào ghi chốt con nào thì ghi là ví dụ như là chốt con số 1 chẳng hạn thì ghi là chốt số 1 thì em biết được nhá. Con này bắt 50 từ 220 cùng 100. Ui. Đây màng ở đây. Các bác nhá. Màng bãi đây. Đấy, tất cả những này các bác nhìn là biết là bãi rồi. Cái chất lượng của bãi thì các bác biết rồi đấy ạ, nó chắc chắn nó sẽ cao hơn là những cái hàng mới rẻ rẻ tiền bây giờ. Còn nếu hàng mà đắt tiền hơn hẳn thì em không dám so đọ, bởi vì là đắt tiền hơn hẳn thì em chưa có cái dịp để em test, em không biết. Nhưng mà với những cái hàng mà thông thường mà bằng tiền như này thì em nghĩ không có con nào đối thủ. Đấy, trong tầm tiền, nhưng mà là hàng mới nhá. Con này tình trạng thì là nhện chạy một thời gian, ví dụ như là nó đã bị giòn nhện ấy. Bởi vì cái nhện nó là tính năng đàn hồi nên đánh dao động nhiều nó sẽ bị giòn nhện, nên là em đã thay nhện rồi các bác nhá. Còn côn mọi thứ zin nguyên, các bác nhìn đây thì biết ạ. Còn zin nguyên các bác nhá. Đây cho các bác xem. Mọi thứ còn zin nguyên. Quả này em đang bán giá là 1.600.000 đồng quả này. Một quả bát này không các bác nhá. Cộng với cái thùng kia là 3.1 triệu. Tổng tất cả của bát 50 này cùng cả bát cả thùng là 3.1 triệu các bác nhá. 1.600.000 đồng quả này. Ok chưa ạ? Đấy, 1.600.000 đồng quả này. Đây quả này là đến quả số 6 các bác nhá. Đây em có ký hiệu là số 6. Cũng từ 220 cùng 100. Hàng bãi các bác nhá. Gông kiểu giống gống B3 đây. Hai kiểu này là giống gống B3. Đấy, không giống B3. Đây. Quả này tình trạng là nhận còn zin nguyên các bác nhá. Nhận còn zin nguyên. Đấy, nhận còn zin nguyên. Đấy. Nhận còn zin nguyên. Được chưa? Quả này đẹp luôn. Màng biết cũng giống luôn như kiểu B3 luôn. Màng cũng giống như B3 luôn. Ok chưa? Đấy. Màng giống B3 luôn. Nhận còn nguyên. Tất cả mọi nguyên. Quả này còn số 6 là em bán giá là 1.800.000 đồng các bác nhá. 1.800.000 đồng. Đây là bát không nè, còn thùng thì 1.500.000 các bác nhá. Ok chưa? Đấy, các bác lựa chọn đi. 1.800.000 đồng. Tên quả này là quả số 8 các bác nhá. Quả số 8 cũng từ 220 cùng 100. Tất cả những này em chưa tân trang qua, nhưng những cái này trước khi ship đi có thể ví dụ như là những mặt đen này em sẽ sơn đen cho các bác đẹp đẹp.
Nói chung mà các bác không phải suy nghĩ. Đây, em sẽ báo giá tình trạng luôn các con luôn. Côn nhận zin nguyên, thôi nhá. Côn nhận zin nguyên, còn chưa bung ra, thôi nhá. Côn nhận zin nguyên chưa bung ra. Quả này em bán giá 1.600.000 đồng, thôi nhá. 1.600.000 đồng zin nguyên, ok chưa? Đấy, 1.600.000 đồng, ok. Đó. Và con quả này là quả số 7 các bác nhá. Quả số 7 chạm đi trắng, đấy đi trắng. Màng màng xám, màng đen xám rất là đẹp các bác nhá. Xem tình trạng nào. Con còn zin nguyên các bác nhá, con còn zin nguyên, đấy, chạm đi trắng. Quả này 1.800.000 đồng các bác nhá, 1.800.000 đồng. Đấy, bác nào chốt quả nào thì nào, em duy nhất là có quả kia là quả là hai quả này là bằng tiền nhau 1.600.000 đồng, còn hai quả này là 1.800.000 đồng các bác nhá. Đấy, mọi thứ còn đẹp nguyên, chưa vệ sinh qua đây, còn nguyên chất bãi về đây, ok chưa các bác? Vâng, hai quả này bằng sóng các bác nhá, 1.800.000, còn hai quả là bằng trơn này là 1.600.000 các bác nhá, 1.600.000. Đấy, bác nào chốt quả nào thì nhắn tin cho em mọi người nhá. Và thùng là 1.500.000 đồng. Hãy lắp ghép đầy đủ dây cho bác về chỉ cắm là chơi thôi. Ok. Bác nào có nhu cầu mua sản phẩm thì nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em một số điện thoại trên màn hình mọi người nhé. Trên tiêu đề bài. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi.